Weapons are thrown overboard. Dozens of helicopters flown by South Vietnamese pilots arrive uninvited. The $250,000 machines are ditched to make room for those still arriving. Hàng tá máy bay lên thẳng do phi công Nam Việt Nam lái đến, và họ là những người khách không mời. Khoảng 250.000 đô la máy móc phải đổ xuống biển để lấy chỗ cho những máy bay khác đến tiếp theo. Ambassador Mark, the $250,000 machines are ditched to make room for those still arriving. Đại sứ Martin muốn mở rộng cuộc di tản, nhưng Washington phản đối lại ý kiến đó vì cho rằng quá nguy hiểm. Rồi thì tôi lái xe về nhà để đón vợ tôi. Tôi nghĩ rằng lính bảo vệ đã đi, nên tôi chờ ở đó 11 phút. Vợ tôi chỉ đóng gói một túi sách rồi đi. Bà ấy để lại tất cả mọi thứ mà chúng tôi đã có, vì chúng tôi đã cung cấp tất cả cho quân sự. Chúng tôi chẳng mang theo thứ gì, vì chúng tôi lấy một thứ gì đó để có thể gửi đi thì cả Sài Gòn sẽ biết. Vì thế bà ấy phải trả giá cao hơn là tôi. Đã mất cái vị trí hiện nay trong suốt đời tôi. Martin là một trong số các người ra đi cuối cùng. Và 4 giờ 30 phút sáng giờ Sài Gòn, một sĩ quan cao cấp Mỹ ở Việt Nam đã ra lệnh cuối cùng. Viên phi công trực thăng trẻ tuổi bước vào văn phòng của tôi với dáng đi kéo lê của anh ta mà tôi không thể nào quên được. Một phi công lái máy bay trực thăng lười biếng. Tổng thống Mỹ ra lệnh cho đại sứ Martin phải ra đi trên chiếc máy bay này. Anh ta làm gì ở đây? Anh ta không thấy được. Và trong suốt 45 năm, tôi là một sĩ quan có kỷ luật trong chính phủ Mỹ. Nhưng trong lúc ấy, tôi cũng không phản ứng lại sự không tuân lệnh của cấp dưới. Và tôi lên máy bay đi khỏi. Act of disobedience, and so I got on the chopper and came out. At 7:53 a.m., April 30th. Vào 7 giờ 53 phút sáng ngày 28 tháng 4, đội quân cuối cùng của Mỹ đã ra đi, kết thúc 15 năm có mặt của quân đội Mỹ. Cộng sản đã kéo về thủ đô trong một cuộc nã đạn như mưa. Họ đã vượt qua sân bay Sài Gòn, chiếm sở chỉ huy quân sự và cảnh sát, rồi di chuyển đến đường phố chính dẫn vào trung tâm. Những giờ phút cuối cùng thật là đẫm máu. Mục tiêu tượng trưng là dinh tổng thống. Một xe tăng đã phá cổng sắt vào dinh. Lúc đó là 11 giờ sáng. Một chiến sĩ chạy lên trước để cắm cờ. Đến trưa thì quân Hà Nội đã tràn ngập khắp thành phố, cờ khắp mọi nơi. Ở dinh Độc Lập, họ đã bắt Tổng thống cuối cùng của Việt Nam Cộng Hòa, tướng Dương Văn Minh. Bắt ông ta nói trên đài phát thanh, kêu gọi những binh lính còn lại bỏ vũ khí xuống và đầu hàng vô điều kiện. Tư lệnh chiến trường, Đại tướng Văn Tiến Dũng đã viết về giờ phút thắng lợi cuối cùng này. Các thế hệ của chúng tôi đã từng biết đến những buổi sáng thắng lợi, nhưng không có buổi sáng nào đẹp như buổi sáng của ngày thắng lợi hôm nay. Đối với hầu hết dân Sài Gòn, chiến tranh 10.000 ngày đã kết thúc. Ở Hà Nội, chiến thắng bất ngờ sau 30 năm chiến tranh đã tổ chức nhiều cuộc chào mừng. Sài Gòn được đặt tên lại là thành phố Hồ Chí Minh, người chủ tịch đầu tiên của nước Việt Nam. Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã nói, chúng tôi chiến đấu năm này qua năm khác trong điều kiện vô cùng gian khổ, không thể tưởng tượng được. Ở đây tôi muốn nhắc lại lời nói của chủ tịch Hồ Chí Minh mà chúng tôi đã coi là một khẩu hiệu, một lá cờ, không có gì quý hơn độc lập tự do.
Here I would like to repeat President Ho Chi Minh's words, which we consider as a motto, a banner. Nothing is more precious than independence and freedom. Ở Sài Gòn, Cộng sản mừng thắng lợi ngày 7 tháng 5, ngày thất bại của thực dân Pháp cách đây 21 năm. Đại sứ Hà Văn Lâu nói, vào lúc đó có rất nhiều tình cảm. Mọi người có thể hít thở lại không khí chiến thắng. Chiến tranh đã kết thúc, hòa bình đã được lập lại. Và trên hết là chúng tôi đã trở thành những người chủ thật sự của đất nước chúng tôi, của mảnh đất chúng tôi độc lập. Người mở đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người đã không ở đó để tận mắt thấy giây phút vinh quang nhất của lịch sử của chúng tôi. Our own land, independent. Our first thoughts were of our venerated President Ho Chi Minh, who was not there to see with his own eyes the most glorious moment in our history. Sự thay đổi diễn ra chậm chạp ở Sài Gòn. Những người cộng sản chiến thắng lúc đầu đã đối xử phân biệt với dân chúng. Với những người làm việc với chế độ cũ, 200.000 người sĩ quan và binh lính được gửi đến các trại cải tạo và ước tính khoảng 1.500.000 dân thành thị bị dồn về nông thôn. Trong vòng 2 năm rưỡi, đất nước đã thống nhất thành nước Cộng hòa sau chủ nghĩa Việt Nam. Đội quân giải phóng mở đầu cuộc diễu hành, vũ khí Liên Xô trang bị cho quân đội Việt Nam được diễu hành qua Sài Gòn. Quân đội Việt Nam được diễu hành qua Sài Gòn. Đây là đội quân đứng hàng thứ năm trên thế giới. Diễu hành đã nâng cao tinh thần nhân dân, đã xây dựng nên lực lượng quân đội với đầy đủ sức mạnh để giáng trả quân đội Mỹ. Đa số người Mỹ tin rằng chiến tranh cuối cùng đã kết thúc. Hơn 150 nước đã công nhận về mặt ngoại giao đối với Việt Nam. Tổng thống Carter bày tỏ sự thông cảm ban đầu. Một đoàn đại biểu Mỹ đến thăm Hà Nội năm 1977 để mở đường, nhưng họ chẳng mang lại cái gì cả. Mỹ cho rằng Việt Nam chịu quá nhiều ảnh hưởng như Liên Xô. President Carter is initially sympathetic to establishing ties. A U.S. delegation visits Hanoi in 1977 to pave the way, but nothing comes of it. The U.S. considers Vietnam too much under. The twists of history and the impact of prolonged sự xoay dần của lịch sử và ảnh hưởng của chiến tranh kéo dài đã làm cho Việt Nam trở thành một mảnh đất tan hoang. Nhưng đó là một mảnh đất dân Việt Nam thuộc một dân tộc.